Sáng nay, khối thi đua các hội có tính chất đặc thù số 1 của thành phố Cần Thơ ký kết thi đua năm 2022. Khối thi đua này gồm có 5 đơn vị là Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội chữ thập đỏ, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ. Chủ đề thi đua năm nay của khối là tập trung kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, thích ứng an toàn linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố. Khối đề ra nội dung thi đua với nhiều điểm mới, như phong trào thi đua của các đơn vị phải gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.